Với phương châm phụ nữ giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, thời gian qua, Hội Phụ Nữ xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đã linh hoạt chủ động giúp đỡ nhau bằng nhiều hình thức. Kinh tế phát triển, đời sống hội viên ngày càng nâng cao, tích cực tham gia xây dựng chi hội vững mạnh. Vụ mùa năm nay, gia đình chị Hoàng Thị Minh cấy 4 cân giống. Nếu làm một mình thì phải mất 1 tuần mới hoàn thành công việc. Thế nhưng được chị em trong thôn hỗ trợ, chỉ trong buổi sáng, khu ruộng nhà chị Minh đã được cấy xong. Chị em trong thôn xóm thì hay thường đi lấy công nhau, ví dụ như là cấy ruộng, như là đổi công nhổ sắn, cấy sắn, phát nương, đổi quế là đẩy nhanh tiến độ vừa và kịp khung thời vụ. Hôm nay thì chị em đến giúp mình thì đợt sau thì lần sau chị em cấy thì mình lại đi giúp chị em. Thì tôi thấy cái tình cảm làng xóm sẽ rất là gắn kết. Ngoài giúp đỡ hỗ trợ đổi công lao động, 22 trên 24 chi hội phụ nữ tại các thôn bản đã xây dựng và duy trì hiệu quả nguồn quỹ tiết kiệm với trên 550 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã tạo điều kiện cho 121 hội viên phụ nữ được vay vốn mua cây con giống, hình thành các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập. Trước đây cũng gia đình cũng khó khăn, bây giờ có chị em phụ nữ chi hội trưởng cũng cho vay ít chân quỹ, bây giờ gia đình gọi là nuôi con gà, trồng thêm cây quế nữa, là cũng bây giờ gia đình điều kiện như em còn khá hơn một tí rồi ạ. Để tạo điều kiện động lực thúc đẩy hội viên phát triển kinh tế, Hội Phụ Nữ xã tích cực phối hợp với các hội, trung tâm mở lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, đồng thời nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với dư nợ trên 67 tỷ đồng cho gần 900 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cũng như là có cái sự định hướng cho các chi hội để tuyên truyền vận động giúp đỡ cho chị em phát triển kinh tế theo những cái định hướng cây trồng cũng như là con vật nuôi chủ lực của xã để mang lại giá trị kinh tế cao. Hỗ trợ nhau từ những việc nhỏ nhất không chỉ giúp hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên xóa đói giảm nghèo mà còn xây dựng tình đoàn kết, gắn bó. Kinh tế phát triển, đời sống ngày càng nâng cao, chị em cũng tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no giàu đẹp.